Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Và thế hôm nay tiếp tục chia sẻ với anh chị về bản tin thị trường ngày 25 tháng 3 năm 2021. Thì như chúng ta đã biết rằng đó là phiên ngày hôm nay thị trường của chúng ta cũng có cái nhịp test vào phiên buổi sáng và thị trường cũng giảm điểm khá là sâu. Tuy nhiên là sau gần cuối phiên sáng là thị trường của chúng ta đã hồi phục và có thời điểm là hồi phục gần 10 điểm. Và phiên buổi chiều thì chúng ta thấy rằng là cái tin COVID cũng đã xảy ra khi một bệnh nhân nghi nhiễm COVID. Tuy nhiên là sau đó là chúng ta thấy rằng là vào lúc 2 giờ 30 đến lúc đó vào ATC thì đó là bệnh nhân này là âm tính. Và tuy nhiên là lỗi lệnh của sàn HOSE lại tiếp tục xảy ra. Và gần như phiên buổi chiều chúng ta cũng không giao dịch được nhiều khi phiên buổi sáng đã giao dịch khá là tích cực rồi. Tổng kết trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là số mã tăng là 205 mã, số mã giảm là 245 mã. Thì nhìn chung là cái độ rộng của thị trường vẫn đang ở trạng thái tiêu cực, bớt tiêu cực hơn so với những phiên trước. Tuy nhiên là phiên ngày hôm nay cũng là tiêu cực. Số mã ở trong VN30 thì đó là giảm 17 mã, tăng 12 mã. Và VN30 ngày hôm nay thì giảm điểm nhẹ, đó là giảm 0,97%, tương ứng với 0,08%. Còn đối với HNX thì ngày hôm nay giảm là 0,56%, tương ứng với là 1,5 điểm. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đó là thị trường của chúng ta gần như là một cái cây nến doji. Và trạng thái ở trong phiên ngày hôm nay ra sao? Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là phiên ngày 25 tháng 3, khối ngoại đã trở lại mua dòng gần 300 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 24 phiên bán dòng liên tiếp. Thì thực sự đây là một cái trạng thái tích cực. Đây là trạng thái tích cực theo thế đánh giá là như vậy. Nếu mà chúng ta tính cả thỏa thuận của VIX đó là trị giá 756 tỷ đồng thì đó là khối ngoại của chúng ta là mua dòng 300 tỷ đồng. Và VIX thực sự ngày hôm nay cũng là một cái cổ phiếu khá là tích cực. Và lát nữa thì sẽ chia sẻ sâu hơn với tất cả các anh chị về cổ phiếu VIX. Thì chúng ta thấy rằng là trong ngày hôm nay thì khi mà có cả thỏa thuận cổ phiếu VIX vào thì chúng ta thấy rằng là hiện tại về cái trạng thái đó là ngày hôm nay thị trường của chúng ta là mua dòng 300 tỷ đồng thì đó là những cái trạng thái khá là tích cực đối với thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Và đặc biệt là khi mà khối ngoại đã mua dòng với cái cổ phiếu trụ thì hiện tại các cổ phiếu trụ sẽ tác động khá lớn đến điểm số của thị trường, tâm lý của nhà đầu tư. Nếu các cổ phiếu trụ hồi phục tích cực thì sẽ tác động tích cực đến điểm số của thị trường cũng như là tâm lý của nhà đầu tư. Thì việc ngày hôm nay khối ngoại mua dòng như thế này rồi thì đó là cái trạng thái tích cực trong phiên ngày hôm nay. Còn cụ thể như nào thì Thế sẽ chia sẻ với các anh chị sau. Chúng ta điểm danh qua về thế giới đúng không ạ? Thì chỉ số Dow Jones hiện tại thì chúng ta thấy rằng là giảm 0,56%, 0,65%, tương ứng với hơn 200 điểm. Ngày hôm qua thì đối với Dow Jones thì cũng có cái thời điểm tăng khá là mạnh. Tuy nhiên là sau đó là đóng cửa mức thấp ở cuối phiên với những cái lo ngại về cái tình hình COVID lại quay trở lại. Và sau đó là phiên ngày hôm nay thì chúng ta vẫn thấy là có một cái sự giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Thì đối với chỉ số Dow Jones vừa qua thực ra là Dow Jones liên tục là một xu hướng tăng. Vừa qua đây cũng là một cái xu hướng bứt phá vượt đỉnh và đang test lại thôi. Còn Việt Nam hiện tại của chúng ta vẫn chưa bứt phá được vượt đỉnh. Giá dầu trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đang giảm hơn 5%, cũng là những cái trạng thái giảm khá mạnh. Và ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng giá dầu cũng tăng hơn 6%, nhưng gần như là không tác động nhiều đến các cổ phiếu dầu khí, chỉ tác động trong gọi là nửa một chút ở phiên sáng đúng không ạ? Thì cho thấy là bản chất giữa giá dầu và dòng dầu khí hiện tại của Việt Nam này đang có cái sự chênh lệch. Thì theo thế đánh giá là bản chất của các cổ phiếu dầu khí hiện tại vừa qua là hồi phục khá là tích cực, nhưng bản chất hiện tại đó là đang biến động theo xu hướng của thị trường chung. Rất nhiều các cổ phiếu cũng đã chạm hỗ trợ rồi. Cũng có việc mà giá dầu tăng hay giảm thì cũng tác động đến tâm lý của nhà đầu tư đang giữ các cổ phiếu dầu khí. Tuy nhiên là theo thế đánh giá rằng đó là hiện tại là tác động dòng dầu khí vẫn tác động nhiều hơn bởi xu hướng của thị trường. Nếu ngày hôm qua là phiên tăng điểm tích cực, nếu mà dòng dầu khí mà chịu tác động của giá dầu thì ngày hôm nay cũng sẽ là một cái phiên giao dịch khá là tích cực. Vì phiên ngày hôm qua chúng ta thấy rằng tăng hơn 6%. Còn tuy nhiên là dòng dầu khí ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng như PVD, PVS đều đóng cửa mức giá giảm thì cho thấy là cái mức độ tương quan là không còn quá nhiều nữa và đang chịu tác động bởi thị trường chung là chủ yếu.
Dow Jones cũng giảm nhẹ. Thì nhìn chung là các chỉ số ở nước ngoài thì chúng ta thấy rằng là cũng chưa có những cái biến động, gọi là về vẫn đang quanh cái trạng thái trung lập, và xấu thực sự cũng chưa phải là xấu. Tuy nhiên là để tích cực thì cũng không phải để tích cực, vì hiện tại trạng thái là đang giảm, thì chúng ta sẽ quay trở lại với thị trường chung ở trong thời điểm hiện tại. Chúng ta thấy rằng là trong phiên ngày hôm nay, đối với thị trường chung thì Thế chia sẻ đồ thị giờ trước, thì đó là hiện tại chia sẻ với anh chị đó là cái phiên mà như ngày hôm qua Thế chia sẻ đó là thử thách cái vùng hỗ trợ 1150 và 1160. Nếu chuẩn nhất ở trong phiên ngày mai, như ngày hôm qua Thế chia sẻ đó là thị trường của chúng ta sẽ nhúng xuống vùng 1140 hoặc 1150 và cuối phiên tạo lên những cái cây nến rút chân, thì đó là những cái trạng thái rất rất tích cực của thị trường chung, vì gần như là rũ bỏ những nhà đầu tư ngắn hạn đang nắm giữ cổ phiếu hay là gọi là thử thách cái vùng hỗ trợ này. Khi mà Dũng nghĩa là nhúng xuống thủng vùng hỗ trợ này và sau đó cuối phiên kéo được lên, thì đó là những cái trạng thái sẽ là tích cực hơn. Nhưng trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta không thấy những cái điều đó xảy ra và vẫn đang biến động quanh vùng gọi là vùng hỗ trợ 1150 và 1160. Cái trạng thái rũ bỏ thì cũng thực sự là chưa có xảy ra. Chưa có xảy ra. Tuy nhiên là một cái cây nến doji đang cho thấy là một cái cây nến tâm lý nhà đầu tư đang có sự chứng lại. Sau 4 phiên giảm liên tiếp vừa qua thì hiện tại trong thời điểm hiện tại là đang có sự chứng lại về tâm lý. Còn xét theo đồ thị giờ thì chúng ta thấy rằng đường stochastic thì cũng đang đây là RSI cũng đang xu hướng là hướng lên này. Thực sự nghĩa là đồ thị giờ thì là đang tích cực này. Stochastic cũng đang hướng lên này. Hoặc là đường MFI thì chúng ta thấy rằng khi mà dưới vùng 20, chúng ta thấy rằng dưới vùng 20 là vùng khóa bán rồi đúng không ạ? Cũng đang có xu hướng hướng lên, thì nhìn chung là đồ thị giờ là có xu hướng tích cực ở trong thời điểm trong ngắn hạn. Còn đồ thị ngày thì cụ thể là sẽ ra sao và kịch bản của thị trường sẽ như thế nào thì Thế sẽ chia sẻ cụ thể với các anh chị ở trong đồ thị của Ami Broker. Chia sẻ với anh chị đó là hiện tại chúng ta thấy rằng đến với chỉ số VN Index nhé, các anh chị nhìn theo đồ thị ngày, đó là phiên hôm nay là một cái phiên tiếp tục test lại cái mốc hỗ trợ 1150 và 1160, gọi là thử thách lại cái mốc hỗ trợ 1150 và 1160. Khi mà thử thách như này thì chúng ta thấy rằng cuối phiên vẫn tạo nên một cái cây nến doji, thì đến cái vùng này cho thấy là cái tâm lý 3 phiên vừa qua là ba phiên mà chúng ta thấy rằng ba phiên bán cũng khá là mạnh ở trong ngắn hạn, thì phiên này đang có một cái trạng thái dừng, gọi là biến động dừng của cái nhịp giảm vừa qua. Thì biến động dừng thì sẽ có ở hai cái kịch bản xảy ra. Thực ra như hôm qua Thế chia sẻ đó là nếu thị trường của chúng ta tạo ra buổi sáng tạo thành một cái cây nến giảm điểm, tạo khoảng trống ngay buổi sáng và cuối phiên kéo lên như này, thì thị trường của chúng ta gần như là sẽ rất mạnh hồi phục hình chữ V, và đó là gì ạ? Lấp những cái khoảng trống đã tạo ra trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên là đến phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực đó lại không xảy ra, mà thậm chí là còn tăng điểm vào đầu phiên và sau đó là điều chỉnh lại và cuối phiên là đóng cửa mức tham chiếu. Đây là những cái phiên biến động dừng của thị trường chung. Biến động dừng thì sẽ có một vài cái trạng thái có thể xảy ra, và kịch bản mà Thế mong chờ nhất và cũng rất là mong muốn ở trong thời điểm hiện tại đó là thị trường của chúng ta vẫn biến động quanh cái mốc 1150 và sau đó là gọi có thể đi ngang thêm một hai phiên nữa, hấp thụ những cái lượng hàng giá rẻ bán ở trong những phiên vừa qua và sau đó hồi phục về cái vùng đỉnh 11, nghĩa là vùng đỉnh 1200, thì đó là cái kịch bản mà tích cực mà Thế đánh giá là kịch bản tích cực của thị trường chung ở trong thời điểm hiện tại. Còn cũng có những cái kịch bản xấu xảy ra. Kịch bản xấu xảy ra thì thực sự là chúng ta cũng cần phải lường trước với những cái kịch bản xấu xảy ra thì chúng ta cần phải hành động gì. Tuy nhiên là chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái mốc hỗ trợ 1150 và 1160. Chúng ta thấy rằng là mốc hỗ trợ 1150 và 1160 thì đã trải qua rất nhiều lần thử thách rồi đúng không ạ? Đây là lần đầu tiên thử thách à? Một lần này, hai lần này. Hai lần thử thách mốc hỗ trợ 1150, 1160, 3 lần này, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần và lần này phiên ngày hôm nay là 9 lần. 9 lần đã có sự rung lắc rũ bỏ và chạm cái mốc hỗ trợ 1150 và 1160. Với
trạng thái 9 phiên mà đã gọi là biến động chạm những cái vùng này và chưa bị thủng cái mốc hỗ trợ này ở trong thời gian vừa qua, thì đó là gì ạ? Chia sẻ với chị là thì chúng ta có quyền là chúng ta sẽ kỳ vọng vào kịch bản tốt xảy ra, đó là thị trường ở trong những phiên tới sẽ không thủng cái mốc 1150. Thực ra là quan trọng nhất là thị trường không thủng mốc 1150 thì cái trạng thái kích hoạt bán tháo sẽ không xảy ra, và khi không xảy ra đó có thể thị trường vẫn có sự phân hóa, nhưng chúng ta sẽ thấy là cái kịch bản tích cực sẽ xảy ra nhiều hơn. Còn khi mà kịch bản tích cực là thị trường hồi lại vùng đỉnh hoặc là còn tích cực hơn, đó là sau đó là tích lũy ở vùng đỉnh và bứt phá vượt đỉnh, thì rất nhiều các cổ phiếu cũng sẽ là tích cực. Thì đó là cái kịch bản tích cực nhất của thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Đó là thử thách 9 lần mà chạm cái mốc hỗ trợ 1150 và không bị thủng và không bị gãy 1150 và 1160, thì chúng ta có quyền kỳ vọng về những cái kịch bản tích cực hơn. Tuy nhiên, nếu kịch bản tiêu cực nào có thể xảy ra thì như trong phiên ngày hôm qua ấy, thì Thế cũng đã chia sẻ với anh chị rồi, thì chúng ta sẽ kẻ cái đường gọi là đường trendline. Đây là một cái xu hướng ở trong dài hạn. Covid xảy ra này, thông tin Covid ở Đà Nẵng này, tiếp theo vừa qua cũng là những cái trạng thái Covid, và ngày hôm nay cũng là những cái trạng thái Covid này. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng một cái tin Covid cũng đã xảy ra trong ngày hôm nay, cũng làm cho rất nhiều nhà đầu tư gọi là lo lắng về khi mà một bệnh nhân không hiểu tại sao ở đâu mà mắc Covid, thì hiện tại đang biến động ở trên đường EMA 50, đang thử thách lại cái vùng hỗ trợ 1150, thì Thế vẫn có quyền, chúng ta vẫn có quyền là chúng ta sẽ kỳ vọng là thị trường sẽ tích cực và không thủng cái mốc 1150. Và thậm chí trong ngày hôm nay và trong zoom của Thế Thế ngày hôm nay Thế còn khuyến nghị các anh chị mua mua một cổ phiếu. Các cổ phiếu khác thì tuy nhiên là Thế sẽ dành cho những anh chị mà hiện tại có xu hướng mua và nắm giữ trong trung hạn, và tỷ trọng cổ phiếu ở trong danh mục ở mức thấp, thì Thế khuyến nghị các anh chị. Ngoài ra Thế cũng chia sẻ một vài các cổ phiếu khác đối với những nhà đầu tư trung hạn. Thực ra là những nhà đầu tư dài hạn chúng ta cũng có thể mua được, còn những nhà đầu tư ngắn hạn thì hiện tại là chúng ta nên quan sát là xem rằng là có bị thủng cái mốc này hay không. Còn nếu khi mà trạng thái mà tiêu cực, đó là kịch bản mà Thế không mong muốn, Thế không mong muốn, vì khi mà gọi là cái kịch bản mà tiêu cực xảy ra thì xác suất cao là thị trường có thể về mốc 1180 đến mốc 1100. Thì đây là đó là gì ạ? Nghĩa là nếu một kịch bản mà thị trường thủng cái vùng hỗ trợ này thì có thể về cái mốc này, thì khi về cái mốc này thì sẽ là đó là gì ạ? Chỉ là đối với nhà đầu tư ngắn hạn, đặc biệt là những anh chị đang sử dụng margin, thì sẽ khá căng nếu mà thị trường của chúng ta thủng cái mốc này. Còn đối với những nhà đầu tư trung hạn và dài hạn thì lại là những cái thời điểm mà kích hoạt, gọi là kích hoạt dòng tiền để chúng ta có thể gom dần cũng như là chúng ta mua dần một số cổ phiếu. Và ngày hôm nay là Thế cũng khuyến nghị rồi, và khuyến nghị các anh chị mua khá là rõ ràng một cổ phiếu. Lát nữa Thế sẽ chia sẻ rõ hơn với tất cả các anh chị. Thì khi mà nếu mà kịch bản xấu xảy ra như này thì nhà đầu tư ngắn hạn ở trạng thái như này, nếu mà các anh chị sử dụng margin cao thì chúng ta sẽ bị căng. Thế nên là các anh chị sẽ phải cân đối, chúng ta sẽ phải cân đối. Còn nếu mà các anh chị vừa qua thì rất nhiều anh chị cũng đã mua từ những cái vùng giai đoạn trước Tết âm rồi, thì hiện tại là chúng ta cũng đang bị giảm cái mức lợi nhuận của chúng ta, giảm mức lợi nhuận của chúng ta. Tuy nhiên là với trạng thái hiện tại là chúng ta vẫn đảm bảo là chúng ta vẫn có thể chúng ta kiên nhẫn được, vì cái danh mục mà Thế lên đó là cái danh mục trong trung hạn từ 3 đến 6 tháng, và Thế định hướng khách hàng là xu hướng đầu tư từ 3 đến 6 tháng nhiều hơn. Còn nếu mà khi mà thủng này thì nhà đầu tư trung hạn và dài hạn lại là những cái thời điểm là cơ hội. Như thực ra là như này, như Warren Buffett cũng chia sẻ, nhưng mà cái câu này thì để hiểu cũng như là để nắm bắt rõ thì không phải ai cũng hiểu rõ. Thực sự là mỗi người sẽ có những cách hiểu khác nhau, và trong những thời điểm thì chúng ta sẽ vận dụng những cái cách khác nhau. Đó là chúng ta lên tham lam khi người khác sợ hãi và lên sợ hãi khi người khác tham lam, thì thực ra đấy là một cái câu rất hay nhưng bao gồm chứa đựng gọi là rất nhiều cái gọi là sâu sắc ở trong đó, sâu sắc ở trong đó. Còn Thế đánh giá là với nền kinh tế vĩ mô của chúng ta, với cái tình hình lạm phát, với cái tình hình tăng trưởng kinh tế
COVID vẫn được kiểm soát và không có cái sự bùng bùng nổ của dịch COVID, vaccine thì cũng đã được phòng ngừa, thì năm 2021 thì thế vẫn đánh giá xu hướng sẽ là lạc quan vào xu hướng của tăng trưởng kinh tế và xu hướng ở thị trường. Thế nên là cái việc mà xu hướng ở trong dài hạn, nếu mà các anh chị hiện tại đang nắm giữ và chúng ta có những cái trạng thái là chúng ta đảm bảo rằng tài khoản của chúng ta vẫn an toàn khi thị trường về mốc 1.000, thì thực sự là cũng xin chúc mừng anh chị, vì vấn đề là nếu cái kịch bản tiêu cực này xảy ra thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái cơ hội theo thế chia sẻ, đó là cơ hội trong thời gian tới còn chỉ ảnh hưởng nhà đầu tư ngắn hạn thôi, còn trung hạn và dài hạn thực sự nó là cơ hội khi mà thị trường giảm tại những cái vùng này. Đó là kịch bản mà thế không mong muốn, chia sẻ với anh chị là không mong muốn xảy ra. Còn cái kịch bản thế tích cực hơn và những cái kịch bản mà thế đánh giá xác suất cao sẽ xảy ra hơn và thế vẫn ưu tiên hơn, đó là thị trường của chúng ta, chia sẻ với anh chị đó là thị trường của chúng ta sẽ hồi phục trở lại, giữ được mốc 1.150 và sau đó là hồi phục trở lại, và chúng ta sẽ xem những cái trạng thái quá khứ nhé. Kịch bản tiêu cực mà chúng ta không mong muốn xảy ra, đúng không ạ? Đây ạ. Chúng ta sẽ xem lại quá khứ, thì thực sự phiên ngày hôm nay là một cái phiên biến động dừng, biến động dụng 1, 2, 3 phiên. Thì 3 phiên giảm thì chúng ta thấy rằng là cái tốc độ giảm cũng gia tăng dần. Tốc độ giảm cũng gia tăng dần. Phiên thứ nhất giảm, chúng ta coi như là cũng là một cái phiên biến động quanh tham chiếu, nhưng mà theo thế đánh giá cũng là một cái cây nến tăng, mở cửa tăng đầu phiên, cuối phiên giảm. Phiên thứ hai 0,9, phiên thứ ba là 1,8, gấp đôi đúng không ạ? Tuy nhiên là phiên thứ tư thì chúng ta thấy rằng là một cái phiên tham chiếu. Tham chiếu thì trong quá khứ thì chúng ta đã gặp những cái trạng thái như nào? Xét lại các anh chị là về bản chất hiện tại là xu hướng ở thị trường của chúng ta vẫn đang biến động trong cái hộp đa vát, và thế như ngày hôm trước thế vẫn chia sẻ, đó là thế kỳ vọng rằng mốc 1.200 điểm sẽ là mốc khởi đầu trong năm 2021 chứ không phải là mốc kết thúc. Chúng ta thấy rằng gần như đây là một cái quá trình kết thúc của sóng tăng của 2020 sang đầu năm 2021, nhưng theo thế đánh giá là kết thúc sóng tăng của 2020 đó là đỉnh mốc 1.200 điểm, hoặc là 2018 thì đây cũng là cái giai đoạn mà kết thúc đó là của mốc 1.200 điểm, nhưng thế vẫn kỳ vọng rằng với nền kinh tế hiện tại và xu hướng là dòng tiền hiện tại thì thế vẫn kỳ vọng rằng đó là thị trường mốc 1.200 điểm sẽ là cái mốc mà khởi đầu trong năm 2021. Thì chúng ta sẽ quay lại cái biến động dừng. Biến động dừng thì các anh chị cũng có thể nhìn đây cũng là một cái nhịp điều chỉnh gần như cũng khá là mạnh. Chúng ta thấy rằng nhịp điều chỉnh cũng khá là mạnh ở trong cái xu hướng tăng. Đây cũng là xu hướng tăng vừa tích lũy ở của thị trường. Thì đây cũng là một cái phiên gần như là một cái phiên biến động dừng. Nghĩa là đây là ba phiên giảm điểm và xuất hiện phiên biến động dừng. Thị trường chạm những cái đường hỗ trợ, đây là đường EMA, gần đường EMA 50 và sau đó là cũng đã hồi phục trở lại và duy trì tiếp một xu hướng tăng. Thì đây cũng là một cái trạng thái mà chúng ta thấy rằng đó là những cái trạng thái biến động dừng, hoặc là đây là cái phiên mà gần như là phiên biến động dừng nhá, trong cái xu hướng giảm 3 phiên đi tiếp, hoặc là chúng ta đến cái phiên này. Phiên này thì theo thế đánh giá cũng khá giống cái trạng thái của phiên ngày hôm nay, mặc dù hình thái về cái cây nến là không giống quá nhiều, nhưng mà cũng là một cái phiên khá giống với trạng thái của cái tâm lý của ngày hôm nay, đó là chúng ta thấy rằng đây cũng là những cái phiên giảm có một cái sự sai lệch một chút thôi, nhưng không vấn đề gì, nhưng mà về bản chất thì chúng ta vẫn thấy đây là những cái trạng thái giảm gần như là một phiên này, hai phiên này, thế thì coi là một phiên, đó là phiên thứ nhất giảm 1%, phiên thứ hai 0,6 này, phiên thứ ba 2,7 này, và phiên này gần như là một cái phiên doji, là gần như là một cái phiên doji biến động dừng và dừng lại cái đà giảm. Mặc dù chúng ta thấy rằng đây là một cái áp lực bán và xu hướng khi không vượt đỉnh được thì lại giảm 4 5 phiên liên tiếp, thì cái phiên này gần như là phiên gọi là dừng lại đà giảm và sau đó là hồi phục trở lại. Hồi phục trở lại thì đây cũng là những cái trạng thái khá là tích cực và sau đó tích lũy lại rơi tiếp, lại rơi tiếp. Nhưng dù sao thì ở đây vẫn là có những cái nhịp hồi và thủng cả đường EMA 50 đúng không ạ? Tạo thành phiên biến động dừng. Thì đây cũng là một cái phiên biến động dừng. Hoặc là đây trạng thái là những cái cổ phiếu chúng ta thấy đây gần như
phiên này cũng là phiên biến động dừng và test lại phiên này, phiên biến động dừng. Nghĩa là những cái phiên biến động dừng cho thấy gần như là đó là cái xu hướng gần như muốn kết thúc cái xu hướng giảm trong ngắn hạn, và sau đó sẽ có cái xu hướng đảo chiều nếu mà dòng tiền quay trở lại. Thì hiện tại thì thế đang nhìn thấy đó là xét về trong vùng tích lũy thì thế đang nhìn thấy đó là cái những cái trạng thái này đang có xu hướng là biến động dừng. Thực ra là nếu mà các anh chị mua ở những cái vùng cao này và chúng ta bán ở vùng này thì thực sự là gần như là ở trong cái gọi là hộp tích lũy đa vát, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có chết đinh phái sinh cũng vậy thôi. Gần như là nếu mà chúng ta ở đây long ở đây, chúng ta đóng long ở đây và chúng ta sọt, hoặc là chúng ta long ở đây, chúng ta gọi đóng long ở đây, chúng ta quay lại sọt, thì gần như là chúng ta toàn đánh ngược với thị trường. Toàn đánh ngược với thị trường thì tài khoản của chúng ta gần như là sẽ bị thiệt hại, gần như bị thiệt hại. Thì tại vùng này, về khách quan mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy rằng đang có những cái cây biến động dừng ở trong cái thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ xem xét thêm một số cái trạng thái. Vừa qua chúng ta thấy rằng đó là cái trạng thái tích lũy của thị trường ở trong thời điểm hiện tại, thì thế đang nhớ lại những cái giai đoạn mà thị trường của giai đoạn của năm 2016. Đối với VN Index thì đây giai đoạn năm 2016 và 2017 thì thực sự chia sẻ với anh chị giai đoạn này bản chất là thị trường chung đã đạt đỉnh tại những vùng này. Bản chất là 2016 là thị trường chung đã đạt đỉnh ở vùng này, và sau đó là thị trường chung cũng có đi ngang đây. Nếu mà xét về trong một cái xu hướng thì gần như là biến động, chúng ta có thể là biến động trong một cái hộp đa vát, biến động hoặc là những cái vùng này biến động trong một hộp đa vát. Cái trạng thái này nếu mà các anh chị đã trải qua thì chúng ta thấy rằng rất khó chịu, nhưng đây là những cái nền tảng tích lũy càng dài và sau đó là bứt phá càng mạnh, thì đây là những cái nền tảng để thị trường của chúng ta có những giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Chúng ta thấy rằng vùng này là tích lũy ở quanh vùng 600-650 điểm này, 700 điểm này, và thị trường của chúng ta lên mốc 1.200 điểm, gần như tăng 100%. Thì cái trạng thái như này, đây các anh chị có thể chúng ta thấy rằng cái giai đoạn đây cũng là giai đoạn tích lũy, đúng không? Gần như là chúng ta thấy rằng sẽ soi cho các anh chị to cái hộp đa vát này lên, thì chúng ta thấy rằng đây cái giai đoạn này nếu mà các anh chị đã trải qua thì chúng ta cũng thấy là cực kỳ khó chịu đến cực kỳ luôn. Thế muốn chia sẻ với anh chị đó, trong giai đoạn này gần như là chúng ta gọi là không có nhiều cái cơ hội, các anh chị rất khó, các anh chị nhớ lại giai đoạn 2017 và chỉ có một số các cổ phiếu mà mang tính cơ bản và thanh khoản thấp là chạy thôi, còn về xu hướng chung và các cổ phiếu theo dòng thị trường rất là chán. Các anh chị thấy rằng cứ chạm hỗ trợ này, hồi lên này, xong đó lại điều chỉnh, chạm hỗ trợ lại hồi lên điều chỉnh nha, xong đi ngang vào cái thời điểm này gần như là chúng ta tưởng là vượt đỉnh rồi, vượt đỉnh để đi lên rồi, đúng không ạ? Xong lại test xuống, đây chúng ta thấy là 4 phiên này, test xuống 4 phiên, và phiên này cũng là một cái phiên gọi là rũ sâu và sau đó hồi phục, và sau đó lại test lại với cái khối lượng thấp, gần như ở đây là cái đáy gọi là đáy chữ V kép, và sau đó đi lên. Thì đi lên lần này thì rất nhiều người kỳ vọng là thị trường sẽ vượt đỉnh và đi lên tiếp, thì sau đó lại rũ rất mạnh. Đây là những cái trạng thái chúng ta thấy là rũ này, rũ khá là mạnh và đi bắt đầu có những cái trạng thái biến động dừng, chạm những cái đáy của hộp trước, đúng không ạ? Đây vẫn là biến động quanh hộp đa vát. Các anh chị lưu ý nhé. Sau đó là vẫn phải một nhịp test nữa. Thì cái nhịp này mà rất nhiều người mà không nghĩ rằng là thị trường vượt đỉnh được. Thì khi mà thị trường hồi lên cái đỉnh của cái gọi cạnh trên của cái hộp đa vát, biến động đi ngang trong vòng 5 đến 7 phiên. Và khi bứt phá thì rất nhiều người không kỳ vọng thị trường của chúng ta sẽ tăng. Thì chia sẻ với anh chị sau đó là thị trường của chúng ta bứt phá từ vùng 700 lên vùng 1.200 điểm. Thì những cái giai đoạn tích lũy hiện tại như này, chúng ta thấy rằng cũng là một cái giai đoạn mà biến động đi ngang rất rất khó chịu. Đây tưởng vượt rồi lại rơi xuống, đúng không ạ? Cái trạng thái tâm lý cũng khá giống cái giai đoạn hiện tại của chúng ta. Và vì chưa rũ được thế nên là lại phải rũ thêm một lần nữa. Thì có khoảng độ rất nhiều lần, gọi 9 đến 10 lần, đúng không ạ? Là chạm những cái đáy của hộp đa vát này, thì sau đó mới vượt được.
sau đó mới vượt được. Thì trong cái thời điểm hiện tại thì đối với thị trường chung thì thế đang quan sát cái ngưỡng quan trọng nhất là cái ngưỡng có thể nhúng xuống 1140, ok không sao cả, nhưng cuối phiên vẫn giữ ở khung 1150 và 1160 thì theo thế đánh giá là như vậy sẽ là tích cực. Quan trọng nhất là không thủng, đóng cửa ATC không thủng thôi. Có thể các cổ phiếu vẫn có sự phân hóa, nghĩa là khi mà thị trường không thủng không rơi ấy, thì như vậy thì cho thấy là cái xu hướng gần như 60 đến 80% các cổ phiếu biến động theo thị trường chung đúng không ạ? Khi mà thị trường mà vẫn giữ được mà không rơi ấy, thì thị trường chung của chúng ta là sẽ hồi phục. Còn nếu mà khi mà thị trường mà gọi rơi xuống ấy, mà rũ rơi xuống thì rất nhiều các cổ phiếu sẽ cắm đầu theo thị trường chung và gãy các hỗ trợ theo thị trường chung, thì đó là những cái kịch bản không mong muốn và cái làn sóng gọi là bị sale up, đó là gọi nghĩa là các công ty chứng khoán ép bán, thì đó là những cái trạng thái mà thế không mong muốn, cái điều đấy là thế không mong muốn xảy ra. Hoặc đây cũng là, tuy nhiên là khi mà giai đoạn này rất là chán nản rồi, và chia sẻ với chị khi mà chán nản thì sau đó là cái giai đoạn thành quả rất ngọt ngào, rất là ngọt ngào, thì cái vùng này cũng vậy, chúng ta thấy rằng cũng vùng này cũng biến động, vì căn bản là cái giai đoạn này chỉ có biến động vùng 680 đi đến 650 cũng chỉ 30 điểm thôi. Chúng ta nhìn ở vùng này là chúng ta thấy rộng, nhưng mà thực ra là cũng chỉ 30 điểm thôi các anh chị nhé, không nhiều đâu. Thì khác gì thị trường của chúng ta hiện tại đang biến động là 1150 đến 1200 điểm đâu. Tuy nhiên là phần trăm so với cái chỉ số thì nó sẽ cao hơn ở vùng này. Nhưng mà đến hiện tại thì chúng ta thấy rằng thị trường cũng 1150 đến 1200 điểm thì cũng là những cái vùng biến động đi ngang, và trong cái hộp đa bát cũng khá là rộng đấy. Thì chúng ta thấy rằng cứ chạm đáy hộp sao lại hồi lên. Và lần này thì lần này tưởng vượt rồi nhưng mà không vượt, lại test lại, rất khó chịu đúng không? Chia sẻ với anh chị là những cái trạng thái này cực kỳ khó chịu, khó chịu, và khi mà cái lần này mà chúng ta bỏ qua và nghĩ là không vượt thì lại sẽ lại vượt, mà vượt lại chưa lên được, mà vượt lại thêm cái nền tiếp theo, đó là nền trồng nền. Đây thực sự là nền trồng nền, và khi nền trồng nền như này thì là thị trường của chúng ta đã có một cái nhịp tăng rất rất mạnh, và 2021 hiện tại đang xây cái nền, đang xây cái nền, và thế vẫn kỳ vọng rằng nền kinh tế của chúng ta 2021 sẽ tích cực. Thế nên là những nhà đầu tư trung hạn và dài hạn là các anh chị đang nắm giữ, nếu có thủng về cùng lắm về mốc 1080 đến mốc 1000 thì các anh chị vẫn yên tâm là chúng ta nắm giữ cổ phiếu. Còn nhà đầu tư ngắn hạn thì chúng ta cần phải linh hoạt hơn. Các anh chị xác định mà chúng ta đầu tư ngắn hạn thì chúng ta cũng phải chấp nhận rồi. Còn những nhà đầu tư mà trung hạn của chúng ta thực sự ấy, ở trung hạn và dài hạn vùng này là chúng ta bắt đầu là chúng ta đi soi đi tìm và có thể canh giải ngân dần. Và ngày hôm nay thì chia sẻ với chị đó là thế giải ngân cổ phiếu cổ phiếu VIX, khuyến nghị các anh chị ở trong trung hạn là chúng ta giải ngân cổ phiếu VIX ở quanh vùng 101 110.2 đến 110.5, nghĩa là quanh vùng hiện tại. Trước khi mà đến VIX thì chúng ta sẽ đến với HNX Index. HNX Index thì chúng ta thấy rằng hiện tại cũng là một cái phiên gần như đây cũng là một cái phiên biến động dừng, khối lượng rất thấp và chạm hỗ trợ. Quan trọng là không thủng, không thủng hỗ trợ này thì là sẽ đỡ, nghĩa là đối với chỉ số HNX là đỡ bị rơi. Còn khi mà chạm hỗ trợ mà hồi lên thì đó là những cái trạng thái, hoặc là không thủng đi ngang là những cái trạng thái tích cực. Thì đó là những cái kịch bản tích cực, thì thế vẫn nghiêng về cái kịch bản tích cực hơn nhé. Còn tuy nhiên nếu mà kịch bản tiêu cực xảy ra thì chúng ta cũng phải chấp nhận để chúng ta hành động. Còn vấn đề sẽ yên tâm hơn đối với nhà đầu tư trung hạn thì chia sẻ với các anh chị như sau. Cổ phiếu này là đây là một cái phiên mà bùng nổ trong ngày hôm nay, kết hợp với khối lượng và giá cũng gia tăng rất là mạnh. Thực ra là VIX cũng là cái cổ phiếu mà Thế cũng đã quan sát và chú ý khá khá kỹ ở trong thời gian vừa qua, vì theo Thế Thế lại nhớ lại những cái giai đoạn của năm 2018, đó là khi mà thị trường bứt phá vượt đỉnh cái giai đoạn đầu ấy, hoặc là giai đoạn cuối ấy, là thường cần dùng các cổ phiếu trụ. Và Thế nhớ rằng đó là năm 2018 thì gần như Thế đầu tư cổ phiếu VIX ở trong thời gian ngắn đã tăng được hơn 30%, mà trong khi đó thị trường các cổ phiếu khác gần như không tăng nữa. Thì Thế đang nghiêng về cái kịch bản đó là trong thời điểm hiện tại là các cổ phiếu trụ sẽ là các cổ phiếu mà tác động đến thị trường và có thể đẩy thị trường vượt mốc 1.200 an toàn và bền vững ở trong thời gian tới. Thế nên là Thế cũng đã tập trung vào cổ phiếu trụ. Và trong ngày hôm nay, khi mà đối với cổ phiếu VIX, mặc dù thị trường chung giảm điểm
hoặc là điều chỉnh ở phiên sáng, nhưng thế vẫn khuyến nghị các anh chị là tham gia ở trong thời điểm hiện tại, tham gia ở quanh. Và hôm nay cũng chia sẻ với chị là không mua giá đỏ của những phiên ngày hôm trước. Tuy nhiên là thực ra ngày hôm trước nếu mà hoặc đến bây giờ cũng vậy thôi, rất nhiều các cổ phiếu trụ của chúng ta đang ở vùng giá rất tốt. Những các anh chị mà muốn mua trung hạn và dài hạn thì chúng ta vẫn có thể canh, chúng ta mua được. Còn ngắn hạn thì các anh chị nên, ngắn hạn hiện tại thì nên dừng mua nhé. Ngắn hạn hiện tại các anh chị nên dừng mua để tránh cái trường hợp bị câu margin hoặc là bị công ty chứng khoán ép bán. Còn trung hạn và dài hạn tỷ trọng thấp là chúng ta hoàn toàn có thể canh mua được. Và VIX ngày hôm nay thực ra là thế muốn chờ xác nhận. Thế muốn chờ xác nhận thì ngày hôm nay cổ phiếu VIX khối lượng rất là lớn rồi và ngày hôm nay cũng tăng rất là mạnh. Thì đây là điểm mua dành cho những nhà đầu tư, một thứ nhất là nhà đầu tư trung hạn hoặc dài hạn, và các anh chị thử trọng thấp ở trong trong danh mục, và chúng ta cũng ưa cái gọi là trạng thái mạo hiểm một chút. Vì trong cái giai đoạn thị trường chưa rõ ràng, nếu mà mở mua thì cũng đã là một cái mạo hiểm rồi, nhưng đó là tư duy của những nhà đầu tư trung hạn và dài hạn. Thì VIX là một cái cổ phiếu mà ngày hôm nay là Thế khuyến nghị mua. Thế xin chia sẻ cụ thể với các anh chị như vậy. Còn ở trong Zoom thì Thế khuyến nghị ở ngay trong phiên sáng ngày hôm nay rồi. Thì Thế kỳ vọng đó là thực ra VIX vừa qua chúng ta thấy là test bao nhiêu lần mà không thủng, nếu mà thủng thì có rơi rồi, và thực ra vừa qua là cũng không rơi, và đây là nền tích lũy. Thì phiên đó là phiên ngày hôm nay có cái dấu hiệu xác nhận về giá và khối lượng, thì Thế cũng đã khuyến nghị các anh chị mua ở trong phiên ngày hôm nay đối với cổ phiếu VIX, thì các anh chị có thể chú ý. Hoặc ngày hôm nay thì bản thân đó là một cái cổ phiếu này, đó là Thế vừa qua Thế cũng khá là chú ý đến cái dòng bán lẻ. Thực ra là khi mà chúng ta thấy là cái ngành bán lẻ ảnh hưởng khá nhiều cái Covid, và vừa qua gần như là các doanh nghiệp bán lẻ cũng chịu tác động khá nhiều, và rất nhiều các doanh nghiệp cũng đã phải đóng cửa cái cửa hàng của mình khi mà hoạt động không hiệu quả và do dịch Covid kéo dài. Thì vừa qua một trạng thái là P&G ở hiện tại thì chúng ta thấy rằng Covid cũng đã được kiểm soát và các hoạt động kinh doanh gần như là nối lại bình thường, các hoạt động xuất nhập khẩu cũng đã gọi là hoạt động bình thường này, hoặc các chuyến bay quốc tế của chúng ta cũng đã được thông suốt này. Thì đối với P&G vừa qua xét về kỹ thuật này như này, khi thị trường của chúng ta giảm gần 200 điểm, đây cũng là một trong những tín hiệu mà các anh chị cần lưu ý là khi thị trường của chúng ta giảm gần 200 điểm mà P&G là một cái cổ phiếu không giảm nhiều cùng thị trường. Các anh chị thấy rằng đúng không ạ? Thị trường giảm gần 200 điểm thì thực ra nếu mà các anh chị chú ngụ và các anh chị mua ở P&G ở trong thời gian vừa qua, gần như chúng ta sẽ không bị lỗ khi mà thị trường giảm 200 điểm, nhưng cũng chưa có lãi. Nếu mà các anh chị mua ở quanh vùng này gần như là lỗ và chưa có lãi. Nhưng theo về cái phương pháp mà Thế đang đầu tư thì Thế đánh giá rằng nếu thị trường chung giảm điểm sâu mà các cổ phiếu không giảm mạnh hoặc vẫn giữ được ở quanh nền tích lũy, thì khi mà thị trường ổn định trở lại thì các cổ phiếu này sẽ là những cái cổ phiếu hàng đầu. Và thì vừa qua thì chúng ta thấy rằng đó là đối với P&G thì chúng ta cũng thấy rằng đó là cái xu hướng sau cái giai đoạn biến động mạnh thì bắt đầu có xu hướng là co hẹp dần, nếu mà chúng ta vẽ ở đây sẽ là ok hơn. Đó là đây là những cái vùng biến động mạnh này, xong đó có những cái trạng thái co lại này, và phiên ngày hôm nay thực ra là cả từ phiên ngày hôm qua rồi, phiên ngày hôm qua có cái sự bứt phá hụt. Bứt phá hụt là gì? Là muốn bứt phá và tăng điểm rồi nhưng thị trường chung xấu là cổ phiếu lại giảm điểm trở lại, và phiên ngày hôm nay vẫn là tích cực. Thì theo Thế đánh giá là đối với P&G vùng này các anh chị mua chung và dài hạn hoàn toàn ok. Ngắn hạn thì có thể chúng ta sẽ phải đợi một chút thôi, nhưng mà trung hạn và dài hạn thì hoàn toàn là ok, vì P&G vẫn giữ được. Thị trường giảm 200 điểm mà không xi nhê gì cả và không điều chỉnh sâu và sau đó lại hồi lên và gọi là test lại và biến động đi ngang gần như những cái trạng thái này, thì chúng ta thấy rằng đó là biến động đi ngang trong biên độ hẹp. Thì đến cái giai đoạn thị trường giảm có 20-30 điểm như hiện tại thì làm sao ảnh hưởng đến P&G, đúng không ạ? 200 điểm còn không ảnh hưởng nhiều. Vậy thì biến động khoảng độ 20-30 điểm thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nữa. Đấy là thuần về kỹ thuật. Còn về cái cơ bản thì theo Thế đánh giá rằng P&G sẽ là cái doanh nghiệp mà phục hồi sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh sẽ là tích cực dần trở lại trong năm 2021 khi mà dịch Covid mà được kiểm soát. Thực ra ấy, quý 1 của 2021 còn tốt hơn rất nhiều so với quý 1 của 2020, vì quý 1 của 2020 gần như chúng ta thấy rằng lúc đó Covid đã xảy ra và chúng ta hoàn toàn bị động
hoàn toàn bị động và cái sự phong tỏa xảy ra rất nhiều đúng không ạ? Rất nhiều nơi đã bị phong tỏa rồi thì cái việc sản xuất kinh doanh gọi là duy trì tồn tại thôi, đừng nói đến là cái lợi nhuận. Tuy nhiên là trong năm nay thì tất cả mọi thứ là trong cái phần chủ động của chúng ta rồi. Và ngành bán lẻ là ngành ảnh hưởng cực kỳ lớn khi mà dịch Covid xảy ra và P&G vẫn duy trì một trạng thái như này thì theo thầy đánh giá có thể ngành bán lẻ sẽ là những cái ngành hấp dẫn trong thời gian tới nếu mà các anh chị đầu tư ở trong trung và dài hạn. Thì hiện tại P&G là một cái trạng thái điển hình. Tiếp theo đó là chia sẻ với chị về một cổ phiếu nữa. Theo thầy đánh giá là về hiện tại đang tích lũy khá là tốt ở trong thời điểm hiện tại, đó là FPT. FPT thì chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái giai đoạn mà bứt phá bùng nổ này. Đây bứt phá bùng nổ này, sau đó là cũng có giai đoạn tích cực và test lại chạm hỗ trợ của đường MA 20 và đường MA 50 thì phiên này cũng gần như là một cái phiên biến động dừng giống như cái giai đoạn vừa qua. Thì theo thầy đánh giá rằng FPT thực ra vừa qua là cổ phiếu rất mạnh cùng thị trường. Đây là một cổ phiếu hồi phục rất mạnh, đỉnh của thị trường là 1.200 ở vùng này cơ. Thị trường vẫn đang ngụp lặn ở dưới này, còn P&G đã vượt qua cái đỉnh cũ quanh 1.200. Quanh 1.200 đã khá là lâu rồi và sau đó là hiện tại đang tích lũy ở kênh kênh trên luôn, không phải kênh dưới nhá. Đây là biến động nó đi ngang và tích lũy ở kênh 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 trên thì trạng thái ngày hôm nay cũng đã ngày hôm qua và ngày hôm nay cũng đã chạm đường EMA 20 thì đang biến động quanh những cái vùng hỗ trợ này. Thì xét về chung và dài hạn thì các anh chị hoàn toàn là các anh chị có thể giải ngân tại vùng này. Ngắn hạn thì thôi nhé, ngắn hạn thì không khuyến nghị nữa để các anh chị tránh cái trường hợp bị căng. Còn chung và dài hạn hoàn toàn là chúng ta có thể giải ngân được ở vùng này. Hoặc là vùng này chúng ta thấy rằng khi đã xây nền ở đây rồi, khi đã xây nền, đây là những cái vùng nền này thì thông thường sẽ chạm vùng này là vùng hỗ trợ mạnh và xu hướng là hồi phục trở lại. Và với FPT cũng là trạng thái như vậy. Chúng ta thấy rằng đây là cái giai đoạn thị trường giảm 200 điểm. 200 điểm đúng không ạ? Thị trường giảm 200 điểm từ vùng này đến vùng này. Nhưng FPT bản chất là cũng giảm khoảng độ quanh 10%, trên 10% một chút. Thì thế vẫn đánh giá FPT hoặc là P&G thì đó là những cái cổ phiếu đây ạ, chúng ta thấy là 10% thôi. Biến động 10% thực ra là đây là những cái trạng thái mà cổ phiếu khá tốt so với thị trường và so với các cổ phiếu khác. Thì khi mà biến động thấp như này và thị trường ổn định trở lại là bật tăng luôn. FPT thực ra là một cổ phiếu chuẩn. Cổ phiếu chuẩn là bật tăng tăng mạnh hơn P&G vì P&G là tích lũy là chủ yếu thì sau đó đi ngang và vùng này dành cho những nhà đầu tư chung và dài hạn. Chung và dài hạn là các anh chị có thể mua được. Đối với FPT chúng ta thấy rằng đây là những cái trạng thái chỉnh này hoặc cả những cái vùng này đi. Chúng ta thấy rằng khi chỉnh về hỗ trợ và sau đó xu hướng hồi phục trở lại thì FPT chúng ta thấy rằng là một cái doanh nghiệp mà xu hướng lợi nhuận kết quả kinh doanh thì cũng sẽ kỳ vọng là sẽ tích cực ở trong thời gian tới. Và vừa qua thì chúng ta thấy FPT là một doanh nghiệp tư nhân dám đứng lên là sẽ sửa cái nghẽn lệnh của hệ thống HOSE đúng không ạ, cho thấy cái năng lực làm việc của họ rất là tốt và họ cũng đã kinh nghiệm làm ở trên sàn HNX rồi. Và đôi lúc là một cái điều mà chúng ta thấy rằng HNX cái số lượng lệnh xử lý trong một ngày là rơi vào 20 đến 30 triệu lệnh mà FPT đã làm cho HNX rồi, còn HOSE mới 900.000 lệnh. Thực sự chia sẻ với anh đó là cái sự chênh lệch quá nhiều. HOSE 900.000 lệnh và bây giờ mới vừa qua mới bị nghẽn. Vậy chia sẻ anh chị HNX mà gọi là giao dịch 20 30 triệu lệnh thì bao giờ mới nghẽn được đúng không ạ? Thì cho thấy là cái năng lực làm việc của FPT cũng khá tốt, hoặc là có những cái bài phân tích sâu hơn về FPT thì thế sẽ chia sẻ với các anh chị ở trong thời gian gọi là thời gian tới. Đó là một số cổ phiếu mà thế đánh giá là sẽ tích cực mặc dù là thị trường chung của chúng ta đến cái thời điểm này vẫn là đang cái ranh giới mong manh 1150 và 1160. Thì đó là những cái ranh giới mong manh nhưng ở đâu đó những cái điểm sáng thì vẫn có xảy ra. Chúng ta bây giờ sẽ tập trung vào một số cổ phiếu blue chip thôi nhé. Ngày hôm nay thì thế muốn là tập trung vào thị trường chung và một số cổ phiếu chính để chúng ta theo dõi và nắm rõ hơn về VHM. VHM thì thực ra thì đánh giá là cái vùng này là cũng là quanh quanh những vùng rung lắc, đây là cũng một lần rồi, một lần rũ rồi và lần này cũng đã tạo ra những cái cây nến rút chân khối lượng thấp hơn so với giai đoạn trước. Đây là giai đoạn rũ bỏ, lần này rũ bỏ nhưng khối lượng thấp hơn thì thế đánh giá vùng này cũng là vùng hỗ trợ mạnh rồi. Nếu mà VHM mà hồi phục được thì cũng sẽ tác động khá khá lớn đến điểm số của thị trường chung ở trong thời điểm hiện tại. Thì VHM các anh chị trong trung hạn và dài hạn là chúng ta nên quan tâm nhiều hơn.
trung hạn, dài hạn, còn ngắn hạn thì chúng ta bỏ qua nhé. Thì thực sự nếu mà đây các anh chị, theo các anh chị có phải mô hình cốc tay cầm ở trong dài hạn hay không ạ? Cốc này, tay cầm này. Nếu mà vẽ tay cầm này hình chữ V thì chúng ta có thể vẽ theo kiểu này. Để cốc tay cầm thì chúng ta thấy rằng đây cũng là biến động lớn này, sau đó là biến động nhỏ dần. Thì tại những vùng này thì chia sẻ với anh chị đó là trung và dài hạn thì các anh chị nên chú ý nhé. Hoặc các cổ phiếu chẳng hạn như là Man San này, trung và dài hạn các anh chị nên chú ý, trung và dài hạn nên chú ý vì đang ở những cái vùng hỗ trợ khá là mạnh rồi. Và thế cũng kỳ vọng rằng các cổ phiếu này không giảm sâu thì sẽ tác động tích cực đến thị trường chung và điểm số nhé. Tiếp theo là BVH này. BVH chuẩn ra vẫn đang biến động quanh hộp gần như giống thị trường chung đúng không ạ? Biến động quanh hộp chung ạ. Các anh chị mua nắm giữ chung và dài hạn và tỷ trọng cổ phiếu thấp thì các anh chị sẽ chú ý Vinamilk này. Vinamilk thì vừa qua thế kỳ vọng là sẽ không được giảm nghĩa là không giảm qua mốc 100, nhưng đến hiện tại là cũng gần như giảm qua mốc 102-3% rồi, 2,5% đúng không ạ, 98,5. Thì vùng này nghĩa là hỗ trợ sâu hơn đó là vùng 98. Thì cũng đối với Vinamilk thì do nước ngoài bán nhiều quá thế nên là cái áp lực bán vẫn là giảm, chịu áp lực bán thế nên là giảm hơi sâu. Tuy nhiên là hai phiên giảm này thì đã có sự co lại khối lượng rồi. Thì vùng này nếu mà FPT vẫn giữ được quanh những cái vùng này 98, 96 đúng không ạ? Và sau đó hồi phục thì sẽ là tốt nhất. Thực ra là những cái cổ phiếu này trung và dài hạn thì các anh chị có thể là chúng ta sẽ chú ý đối với các cổ phiếu này. Các anh chị nhà đầu tư trung và dài hạn. Gắt. PLX này, biến động quanh vùng hỗ trợ này. Thế sẽ ok, gas này. Gas cũng đang biến động quanh vùng hỗ trợ này. Mặc dù chúng ta theo giá dầu ngày hôm qua cũng tích cực nhưng mà vẫn gọi là cũng không tác động quá nhiều, nhưng mà vùng này cũng quanh vùng hỗ trợ của gas rồi. Thì đối với cổ phiếu gas ở vùng này vẫn đang biến động quanh vùng hỗ trợ thì chúng ta kỳ vọng là những nhà đầu tư chung và dài hạn là các anh chị chú ý đối với trạng thái hiện tại nhé. Các anh chị nhà đầu tư chung và dài hạn thì chú ý đến những cái cổ phiếu blue chip ở trong thời điểm hiện tại, còn những nhà đầu tư ngắn hạn của chúng ta thì thôi các anh chị sẽ chúng ta bỏ qua. Đó là một số cổ phiếu. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một số cổ phiếu của dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng chẳng hạn như là CTG, Vietcombank này, Vietcombank này cũng đang biến động quanh vùng hỗ trợ, chưa thủng vùng hỗ trợ cũng tương tự với thị trường nhé, vẫn quanh 1150 1160 và cái trạng thái cũng là tích cực. CTG là ở trên rồi. CTG thì chúng ta thấy rằng là kênh trên rồi, đang ở những kênh trên và đang biến động cũng tạo thành kênh nến doji ngày hôm nay còn xanh còn tăng điểm so với thị trường, đang biến động trên đường EMA 50. BID này cũng quanh hỗ trợ, BID cũng test lại nhưng khối lượng thấp. Thì thế chia sẻ là nhà đầu tư chung và dài hạn hiện tại các anh chị nên tập trung và chú ý nhiều hơn vào các cổ phiếu đó là gì ạ? Các cổ phiếu blue chip, các anh chị nên tập trung và chú ý nhiều hơn các cổ phiếu blue chip nhé. Các anh chị mua và nắm giữ trong trung hạn, các anh chị chấp nhận nắm giữ ở 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm thì các anh chị nên tập trung vào các cổ phiếu này. Vì tại sao? Vì thị trường có tăng được thì theo thế là vượt qua mốc 1.200 điểm hoặc đi xa nữa thì các cổ phiếu blue chip sẽ tác động đến điểm số. Thì đó là những cái thời điểm mà các anh chị của chúng ta sẽ chú ý nắm giữ. Vâng, đó là thế chia sẻ qua với các anh chị về thị trường chung và một số cổ phiếu trụ. Còn đối với các cổ phiếu dòng ngân hàng, chứng khoán này, thép, dầu khí, bất động sản thì nhìn chung ở trong giai đoạn này là thị trường chung vẫn là quan trọng nhất. Thị trường chung vẫn là quan trọng nhất để chúng ta đưa ra cái quyết định đầu tư ngắn hạn và trung hạn. Thì nếu mà thị trường giảm sẽ là cái cơ hội, còn trong trung hạn và dài hạn thị trường giảm là cơ hội, còn trong ngắn hạn thì các anh chị cần phải lưu ý và quan sát cũng như là theo dõi chặt chẽ trong những phiên tới. Và thế vẫn kỳ vọng và nghiêng về những cái kịch bản tích cực hơn, đó là thị trường của chúng ta không thủng mốc 1150 1160, và như thế chia sẻ vui vui đó là bộ đội có thể về làng ở trong những phiên tới. Thì thực sự là rất là kỳ vọng là thị trường của chúng ta dừng rơi và
có những cái nhịp mà hồi phục và đi theo cái kịch bản tích cực thì như vậy tất cả nhà đầu tư của chúng ta đều vui. Còn nếu mà kịch bản xấu xảy ra ấy, thì chia sẻ với chị là chúng ta cũng cần phải có những nhà đầu tư trung hạn, dài hạn sẽ là cơ hội nhưng ngắn hạn thì sẽ bị đau đầu một chút vì các anh chị đang sử dụng cái tỷ trọng margin thì các anh chị phải cân đối nhé. Vâng ạ. Ngày hôm nay thì xin chia sẻ với các anh chị về bản tin thị trường ngày 25 tháng 3 thì thị trường của chúng ta vẫn đang thử thách cái ngưỡng đó là vùng hỗ trợ 1150 và 1160. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi lắng nghe và chúc cho tất cả các anh chị chúng ta đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt ở trong những phiên tới và hy vọng và kỳ vọng rằng thị trường của chúng ta sẽ đi theo cái kịch bản tích cực mà Thế đã chia sẻ. Vâng ạ, các anh chị nhớ like video nhé và các anh chị nhớ đăng ký kênh Nguyễn Văn Thế Atarget để ủng hộ Thế cũng như là để ủng hộ team Atarget ạ. Xin cảm ơn và chúc tất cả các anh chị đầu tư thành công trong những phiên giao dịch sắp tới và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo.